Yo, hello, what's up, chào em nha. Chào quay trở lại với channel của mình đây từ đường phố đấy mọi người nha. Xin chào anh em game hay tài chiến anh em từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chứ không video cho anh em xem video vẻ đầu video, anh em xem like và một đăng ký kênh của channel phát triển nha, mọi người rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đi chiến vực thảm anh em và cùng nhau làm event mini game may mắn cho anh em và 3 phần quà gift code, anh em nhớ nha. Ok, vào đầu video nói luôn này, không tính nhiều anh em bảo là câu thời gian được các kiểu thì mệt anh em. Đây các bạn, ok, để tham gia sự kiện bên kênh thì anh em cần làm những bước như sau. Đầu tiên việc các bạn đó là like này, đấy, like và share đúng không? Đó, like và share anh em. Đó, like và share video anh em nhá, lên Facebook, đấy, video này. Đấy, lên Facebook. Lên Facebook này. Đó, lên Facebook. Ở dạng công khai, đó, ở dạng công khai. Đó, dạng công khai. Bước thứ hai là các bạn đăng ký kênh. Đấy, đăng ký kênh. Đấy, đăng ký kênh. Đó. Bật chuông thông báo. Nó tôi biết sai chữ chuông anh em. Bật chuông thông báo. Đó, ok. Bước thứ ba các bạn xuống nào, xuống phần comment. Đấy, xuống CMT. Bất kỳ kèm tên Facebook. Đó, ok các bạn nhá. Đấy. Ok chưa anh em? Đó, không nhiều bạn ý kiến các bạn. Đấy, ba bước cơ bản tham gia thế thôi. Phần quà thì của chúng ta thì phần quà đầu tiên đó là ở mốc 100k 100 nay anh em nhá. 100 nay này. Một quà này. Đấy. Tiếp theo là mốc 150 like anh em, 150 like hai quà này. Đó, tổng có thể là 53 phần quà đấy anh em nha, các bạn tranh thủ tham gia. Ok, là về cách thức tham gia. Rồi, xong nhanh anh em. Giờ thì chúng ta nhau đi chiến vực thảm thôi. Không có rê chư à? Không có rê chư thì Kaido đứng đầu. Big Mom, Pamperman, BG, Becom. Rê chư, tấn công. Hay quá. Hay quá luôn anh em. Tuyệt vời. Tôi đây clip có thể hơi dài anh em nha, vì tôi sẽ đi bằng full thì thôi các bạn. Đi nào full thì thôi. Hoặc là hết sức thì thôi các bạn. Đấy, này clip có thể hơi dài anh em. Gì kìa? Có một thành viên trong đội dùng ít nhất 2 lần kỹ năng nộ trong trận đấu. Cày tê nhờ. Nật không kịp ulti à. Đúng kiểu không kịp ulti anh em. Căng thế. Từ tính sao anh em. Chiến thắng trong 5 hiệp. Chiến đấu với 4 thành viên có hệ khác nhau. 4 thành viên có hệ khác nhau hả? Đây 5 rồi anh em. Đây 4 này. Bốn thành viên đây anh em. Anh đâu không biết. Ui thừa rồi. Rồi. Với 2 thành viên chính khí, chiến thắng mà không hy sinh 3 thành viên trong đội, 2 thành viên chính khí à? Nhìn Neomon à, đây đây. Nào rồi chưa ra trận anh em. À ở đây có nút bỏ qua này. Thế được rồi anh em. No này. Đâu không tính luôn anh em, quan trọng vẫn là phải win. Không phải cỡ đơn giản như vậy đâu anh em, quan trọng các bạn vẫn là phải win. Làm cái gì thì làm anh em, vẫn phải win mới được.
Ui. Đau thế nhờ. Thôi tính sau anh em. Chiến thắng trong 5 hiệp. Tất cả thành viên về cùng một hệ hả? Ok, để xem hệ nào tôi có nhiều nhất nào. Hệ này được 3 cháu. Ui, hệ này đông nhất này. Chính xác chưa? Chính xác cũng không bằng. Ok, thử hệ này coi. Rồi, Big Mom đứng đầu, xanh. Mới nổi không anh em? Ôi, tình hình là trước mắt là cứ vượt cho win đã anh em, rồi tính sau. Thằng này có dây chư không? Bạn không có dây chư đâu không? Kaido đứng đầu. Kaido Big Mom. Ben, B, Lê, Rê chư. Ok, tấn công các bạn. Cứ tem này vượt cho nhanh gọn rồi tính sau. Không có sinh khí. À, thì không có sinh khí anh em. Rồi. Hai thành viên miền Mỹ. Trong ngại con dâu trắng với dâu đen trong đội. Hai thành viên bền bỉ hả? Mà con này có dâu trắng với cả dâu đen nè. À mà dâu đen ở đây anh em. Đây mày quá. Vừa tất tưởng dâu hỉ rồi mà em còn anh em. Mày quá anh đồ. Hay quá trời luôn. Hai thành viên Minh Mẫn. Hai thành viên Minh Mẫn à. Hai thành viên Minh Mẫn. Thêm kinh vào. Thêm quả Big Mom lên anh em. Rút cháu này ra. Nộ lên anh em. Thêm Ben. Cho BG vào đi các bạn. Rồi, rồi chứ. Ủa lag à? Lag rồi, lại bị lỗi thực phẩm rồi. Ô kìa, đánh đấm còn chưa đeo vào đâu các bạn đã bị lỗi vực thảm rồi, cay thế nhờ. Ảo thật đấy. Thề cay dã man. Đây rồi. Tiếp tục. Chiến thắng không hy sinh quá hai thành viên. 5 thành viên trong đội hình hả? Ok luôn các bạn, 5 thì 5. Càng đấy, bạn cũng càng lên em, cũng không phải mềm đâu. Ui ôi. Ui ôi. Bạn là cũng căng đấy anh em, không phải mềm đâu, không phải dạng mềm mỏng gì đâu, khó ăn đấy. Anh đô cố lên nào. Ừ hay quá, tuyệt vời các bạn, đấy nó phải như vậy anh em, vớt vát. Hai thành viên chính xác, chỉ còn lại một thành viên trong đội hình chiến thắng, mà chỉ còn lại một thành viên trong đội hình thề khó khăn với nhau nhờ. Còn một thành viên nữa, khó đấy, cái này đúng kiểu ăn rùa thôi anh em. Ok đi win đi, nó là cứ đi win đi, tức là chỉ còn 3 thành viên chiến thắng, không cần các tướng. Cái này dễ. Ok kìa. À, cần có anh em, tưởng không cần có đọc thảo thành vậy. Nhất đồng ba đang đang nội
ba thành viên bền bỉ hả? Ba thành viên bền bỉ đánh kiểu càng lúc càng khó nhỉ. Win thì vẫn win được thôi anh em, nhưng cảm giác nó khó thôi. Ba thành viên nhanh nhẹn. Này com đây anh em. Lý luôn này. Hợp lý hóa luôn các bạn, đùa đâu. Đâu lắm rồi mình cho cửa rách ra trận anh em. Thế tôi đâu lắm rồi mình cho cửa rách ra trận đấy các bạn. Bỏ đi các bạn, win rồi. Ok. Mà không hy sinh một thành viên nào. Chiến thắng mà không hy sinh một thành viên nào. Anh Ben ra trận nào. Ok. Hai thành viên trong một hình. Không có luôn. Tôi không 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 xài hai người. Nhưng mùa này đánh có vẻ ngon anh em, đánh có vẻ bo đấy nhá, đánh từ đầu đến cuối luôn này. Hoàn thành sao đến là ngồi rảnh hoàn thành sao anh em. Giờ cái gì đây, ba thành viên chính xác. Ba thành viên chính xác anh em. BG à, nhà bạn có BG à, càng mới nhờ. Nhà bạn có cái BG đấy anh em. Rồi, nghe chừng dừng lại đây rồi. Tôi dám dứt lời anh em. Vâng, quả cũng mới sương sương rồi. Ôi, anh em pull chưa? Rồi, chúc anh em tham gia và vui vẻ nha. Video tối nay tôi cũng kết thúc ở đây. Hẹn gặp anh em tiếp theo. Giờ thì bye bye mọi người nhé. Tạm biệt.